Phương Mỹ Chi vừa trở thành nghệ sĩ mới nhất phải xin lỗi vì vội vàng quảng cáo sản phẩm nhưng bị bóc phốt thổi phồng công dụng sản phẩm. Cụ thể, nữ ca sĩ gây tranh cãi việc quảng cáo kẹo ngậm trắng da. Trên trang mạng xã hội của mình, Phương Mỹ Chi viết: "Nhìn ai da trắng cũng xinh hay sao đó, mày mò mua kẹo ngậm trắng da cả tháng, tự nhiên nay được má với chị hai khen da trắng, sướng quá đi. Ai muốn da trắng an toàn mà gọn lẹ thì chấm dưới, chỉ cho ngang." Dưới bình luận của trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã chụp lại sản phẩm này và đính kèm link bán sản phẩm đến mọi người. Thế nhưng cộng đồng mạng đã tìm ra bằng chứng cho rằng sản phẩm này không có ở Hàn Quốc và công hiệu cũng không thần kỳ như lời giới thiệu. Sau khi hứng nhiều chỉ trích, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng xóa bài đăng và chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả trên trang cá nhân. Cô cho biết, ở tuổi đã biết đẹp là gì nên cô đặc biệt quan tâm đến việc chăm chút bản thân. Do đó Mỹ Chi có tìm hiểu qua bạn bè về sản phẩm trên và nhận được phản hồi tốt nên muốn giới thiệu đến với nhiều người. Song song việc nhận quảng cáo về sản phẩm, một mặt là xuất phát từ mong muốn trải nghiệm của bản thân, mặt khác nôn nóng giới thiệu đến mọi người vì tin tưởng từ trải nghiệm bản thân và lời giới thiệu của bạn bè. Và hơn hết là tin tưởng vào giấy kiểm định sản phẩm được cung cấp mà bỏ quên những yếu tố khác cũng quan trọng không kém. Phương Mỹ Chi chia sẻ, bài đăng của Phương Mỹ Chi bên cạnh nhận về những lời cảm thông từ phía khán giả thì cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, một số thánh soi còn phát hiện những lời chia sẻ của nữ ca sĩ hao hao với bài đăng xin lỗi trước đó của Diệu Nhi khi dính phải lùm xùm quảng cáo một thực phẩm chức năng giảm cân. Văn mẫu ai cũng dùng, hèn gì đọc thấy quen quá, từ nôn nóng giống của Diệu Nhi, đúng văn mẫu rập khuôn y chang, chung lò luyện xin lỗi với Diệu Nhi luôn, rõ ràng là quảng cáo kiếm tiền, thiếu chuyên nghiệp đến mức không kiểm tra kỹ nguồn gốc, nguyên liệu, độ an toàn mà lúc bị bóc ra thì ca bài ca vì thấy tốt nên nôn nóng giới thiệu với mọi người, là những bình luận của khán giả. Trước đó, Diệu Nhi từng đăng bài viết quảng cáo một loại sản phẩm thuốc giảm cân có xuất xứ từ Thái Lan. Thế nhưng dân mạng đã phản ứng gay gắt ngay dưới bài viết và cho rằng đây là sản phẩm không tốt cho sức khỏe. Sau đó, bạn gái tin đồn Anh Tú đã xóa bài đăng và gửi lời xin lỗi khán giả. Cô viết, đây là sản phẩm được chị Nguyên, chị gái của Nhi sử dụng và đã có những dấu hiệu hiệu quả khả quan, nên bản thân Nhi có sự tin tưởng và nhiều phần nôn nóng giới thiệu tới quý khán giả của mình. Thời gian qua, chuyện nghệ sĩ quảng cáo lố, sai sự thật gây xôn xao dư luận. Không ít sao Việt đã bị chỉ trích vì PR cho những thương hiệu không rõ nguồn gốc, phóng đại công dụng của các thực phẩm chức năng. Ai cũng biết làm sai cần xin lỗi, dám nhận lỗi và xin lỗi là điều đáng hoan nghênh ở các nghệ sĩ. Thế nhưng không biết có phải hai nghệ sĩ dùng văn mẫu hay không, hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Nhưng nếu đó là sự thật, phải chăng cần phải xem lại sự thành tâm trong những lời xin lỗi ấy? Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ thông tin về gia tộc, cũng như nhận mình là công chúa đời thứ 7 Triều Nguyễn, khiến không ít bạn bè đồng nghiệp bất ngờ và chúc tụng. Trong đó cô viết, vua Minh Mạng có hoàng tử thứ 11 tên là Tuy Lý Vương. Ông Tuy Lý Vương được dân yêu mến gọi là ông Quan Ba. Quan thơ, ông làm thơ rất hay. Quan nông, ông thường hay mặc quần áo nâu hướng dẫn dân làm ruộng. Quan hiếu, ông rất có hiếu với mẹ. Ông đã đón mẹ mình lúc đó là vợ vua, bà là Lê Thị Ái gọi là Lê Tiệp Dư Từ, về ở phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất. Phủ Tuy Lý Vương đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi, tên hồi xưa của các con vua cháu chúa thường được gọi theo chức danh. Ông Hương Ngãi hay còn gọi là ông Hương Nhã đẻ ra 4 con trai và 3 cô con gái. Trong đó có bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh, bà là bà cố nội của mình. Bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh là vợ thứ 3 của ông Nguyễn Tăng Lộc, cũng là một ông quan trong triều đình nhà Nguyễn. Bà là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tì vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ khi mới 36 tuổi, mất vì bệnh đậu mùa. Bà đã sinh được 2 người con, một nam một nữ, và nữ là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, bà nội của mình. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói, bà là con vua cháu chúa, con cũng là công chúa đời thứ 7 đấy. Câu chuyện về cội nguồn của Hoa hậu Việt Nam năm 1992 nhận được hàng ngàn lượt yêu thích của nghệ sĩ, đồng nghiệp, người hâm mộ, hàng trăm bình luận chúc mừng và rất nhiều lượt chia sẻ. Trước thông tin này, nhà nghiên cứu độc lập trẻ Tôn Thất Minh Khôi, hậu duệ võ vương Nguyễn Phúc Khoác, vị chúa thứ 8 Triều Nguyễn, người sáng lập trang Thiên Nam Lịch Đại Hậu Phi, chuyên cung cấp thông tin về hậu phi nội cung sử Việt đã lên tiếng, cho rằng Hoa hậu Hà Kiều Anh không phải công chúa đời thứ 7 Triều Nguyễn như chị tự xưng. Minh Khôi cho biết sở dĩ anh lên tiếng vì câu chuyện từ trang Facebook của Hà Kiều Anh được rất nhiều các báo, trang mạng trích dẫn lại, các trang cộng đồng cũng thay phiên report, càng khiến thông tin sai được lưu truyền. Mình xin chỉ những lỗi sai về kiến thức cực kỳ cơ bản nhưng rất nghiêm trọng mà chị Hà Kiều Anh đã mắc phải trong bài đăng của mình, anh nói.
Theo tư liệu và tài liệu mà Tôn Thất Minh Khôi tra cứu từ Nguyễn Phước Tộc Thế Phả, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc, Nhà xuất bản Thanh Hóa 1995, Khâm định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Nội các Triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, Quốc sự Quán Triều Nguyễn, Đại Nam Liệt Truyện, Quốc sự Quán Triều Nguyễn, anh phân tích. Thứ nhất, Hoa hậu Hà Kiều Anh khẳng định ông rất có hiếu với mẹ. Ông đã đón mẹ mình lúc đó là vợ vua, gọi là Tiệp Phi, về ở phủ Tuy Lý Vương của mình để phụng dưỡng suốt đời cho đến lúc bà mất. Nhà Nguyễn không có bất kỳ vị nào là Tiệp Phi cả. Người mà chỉ đề cập đến thực ra là bà Tiệp Dư Lê Thị Ái, Thụy Tịnh Nhu. Bà là tự thiếp của Hoàng đế Minh Mạng và là sinh mẫu của Tuy Lý Vương Miên Trinh. Năm Minh Mạng thứ 17, 1836, Thành Tổ đặt ngôi Hoàng Quý Phi để phụ giúp Hoàng hậu, ở dưới chia thành 9 bậc gọi là cửu giai. Bậc phi mà chị Hà Kiều Anh tưởng tượng nằm ở hàng nhất giai và nhị giai, trong khi thực sự thì sinh mẫu của Tuy Lý Vương chỉ là Tiệp Dư ở hàng lục giai, tức cách nhau đến 4 năm bậc. Với thông tin được cung cấp, chị Hà Kiều Anh đã thay mặt Hoàng đế Triều Nguyễn, thay mặt Hoàng Thái Hậu để tự đặt thụy hiệu, truy thăng người quá cố từ Tiệp Dư lên thẳng hàng phi vị. Thứ hai, Hà Kiều Anh bảo, ông Tuy Lý Vương đẻ ra cậu con trai được gọi là Hương Ngãi, tên hồi xưa của các con vua cháu chúa, thường được gọi theo chức danh. Ông Hương Ngãi hay còn gọi là ông Hường Ngãi, chị Hà Kiều Anh một lần nữa thay mặt Hoàng đế Minh Mạng và Hội đồng Tôn Nhân Phủ để chế tên cho các hoàng tôn. Sự thật là theo đế hệ thì Hoàng đế Minh Mạng viết, những người con trai ruột của ngài sẽ có tên lót là chữ Miên, những người cháu hoàng tôn sau đó lấy tên lót chữ Hồng, độc chệt là Hường. Đời kế tiếp lần lượt là Ưng, Bửu, Vĩnh, Bảo. Và trong số 20 chữ trong đế hệ thi của Đức Thánh Tổ chẳng có chữ Hương nào ở đây cả, và chị xem đây là chức danh. Nhưng cũng may mắn là sau đó chị đã có gọi thêm được cái tên Hường Ngãi, chứng tỏ chị và những người truyền tải thông tin cho chị không có hoặc có rất ít kiến thức về phép đặt tên trong nội tộc hoàng phái. Thứ ba, chị Hà Kiều Anh tự nhận là công chúa. Đây là lỗi kiến thức nặng nhất, bởi công chúa là một danh hiệu mặc định cho tất cả những người con gái do hoàng đế sinh ra. Điều này chưa đúng ở Triều Nguyễn. Những người con gái của hoàng đế Triều Nguyễn khi sinh ra chỉ được gọi là hoàng nữ. Thông thường khi lớn lên và hạ giá lấy chồng thì mới được hoàng đế sách phong làm công chúa với một buổi lễ riêng, có sách bảo và phong hiệu hẳn hoi. Nghĩa là một công chúa Triều Nguyễn phải hội tụ đủ hai yếu tố, là một hoàng nữ, con gái ruột của hoàng đế và đã được cử hành lễ sách phong chính thức để nhận danh hiệu này. Các con gái của Hoàng đế Bảo Đại chỉ có thể gọi là Hoàng nữ Phương Mai, Hoàng nữ Phương Dung, chứ gọi là Công chúa Phương Mai, Công chúa Phương Dung là hoàn toàn sai, vì hai bà chưa bao giờ có lễ sách phong công chúa vì thời cuộc. Bên cạnh trước vị công chúa mà nhà Nguyễn sách phong trưởng công chúa cho các bậc chị em gái của Hoàng đế, thái trưởng công chúa cho các bậc cô dì của Hoàng đế, bà cố nội của chị Hà Kiều Anh như chị nói là công tằng tôn nữ, tất nhiên không phải là công chúa như chị nói, vì đâu nằm trong danh sách nhân sự có thể sách phong công chúa. Chưa dừng lại ở đó, từ bà cố nội của chị truyền đến ba đời nữa mới đến chị. Mối liên hệ hoàng phái của chị chắc chắn lại càng mong manh như những thông tin chị ghi trong bài viết của mình. Anh chia sẻ thêm và khẳng định, vai vế Hoa hậu Hà Kiều Anh không hề khủng nếu tính trên hoàng phái. Chỉ có thể nói là có họ hàng xa, chứ công chúa thì trăm lần không. Không chỉ có Minh Khôi mà cả hậu duệ đời thứ 5 của Đức Tuy Lý Vương Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, thành viên Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế và hiện là Phó phòng Tuy Lý Vương cũng lên tiếng. Cô ấy là cháu chắc chút chích chiêu của ông Hoàng thơ Tuy Lý Vương, tính theo kê khai của cô ấy là khoảng 7 đời kể từ ngày Tuy Lý du di tạm cho ngang chữ Bảo. Chỉ chừng đó thôi thì sao gọi là công chúa? Chưa kể cô ấy kê khai bà cụ cố con của cụ Hường Ngãi, con trai ngài Tuy Lý Vương Miên Trinh, thì bà phải ngang hàng chữ Ưng, tức là công tôn nữ. Thì Hà Kiều Anh cho bà thành công tằng tôn nữ, tức mới ngang chữ Bửu. Và ông khẳng định, đúng là ngài Tuy Lý Vương Miên Trinh có một người con trai tên là Hường Ngãi, bởi vì con cháu ngài Tuy Lý Vương được ban bộ thảo để chọn chữ đặt tên cho con cháu. Tóm lại, cô Hà Kiều Anh đúng là con cháu có họ hàng xa 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 của phủ Tuy Lý Vương, nhưng là công chúa đời thứ 7 thì không thể. Chuyện tình cảm giữa Thái Trinh và Quang Đăng luôn thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Dù đã chia tay hơn 2 năm, tuy nhiên dân mạng vẫn còn rất hứng thú với mối tình của cặp đôi. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca sinh năm 1993 bức xúc cho biết bị một anti-fan tấn công liên tục. Cụ thể, Thái Trinh nói người này đi khắp nơi đặt điều chuyện tình giữa nữ ca sĩ và vũ công Quang Đăng chỉ là bản hợp đồng tình yêu.
chỉ đích danh kẻ tung tin, Thái Trinh cho biết người này đã đi bình luận khắp nơi, rêu rao câu chuyện không đúng sự thật về cô và Quang Đăng. Sở dĩ Thái Trinh nhớ tên là vì năm ngoái người này cũng từng đi rêu rao về cô quá nhiều, tâm huyết đến mức trả lời từng comment của mọi người. Không biết mục đích của kẻ tung tin là gì, song Thái Trinh khẳng định dù chuyện tình của cô kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng đó là một phần ký ức thanh xuân. Nữ ca sĩ sẵn sàng lên tiếng nếu sự thật về cô bị bóp méo, xuyên tạc. Muốn bình yên mà cái số sao á, mình không biết bạn BM này là ai. Mình vào profile của bạn thấy bạn sinh năm 1995, nhỏ hơn mình nhưng mình vẫn xưng bạn nha. Bạn đi comment rải rác khắp nơi từ tận năm ngoái, rêu rao rằng chuyện yêu đương của mình là hợp đồng BA. Mình nhịn không thèm nói rồi, vì mấy thứ bịa đặt vớ vẩn như này mình gặp hoài không đáng chấp. Nhưng tới bữa nay, hơn một năm sau bạn tiếp tục đi rêu rao tiếp. Ủa biết vì sao mình nhớ nick bạn không? Vì năm ngoái bạn rêu rao mình quá nhiều. Bạn tâm huyết rep từng comment của từng người tới mức mình ghim, mình nhớ luôn. Mắc cửa chỗ không biết bạn dựa vào đâu mà nói chắc như đinh đóng cột, như kiểu nếu bạn nói sai xét đánh trúng đầu vậy. Ủa bạn thù hằn gì mình, quen biết gì mình, mục đích của bạn là gì? Bên cạnh đó, hiện tượng cover đời đầu còn nhấn mạnh bản thân sẽ quyết tâm đến cùng nếu còn bị xuyên tạc đời tư. Chuyện tình cũ của mình dù không có kết thúc tốt đẹp nhưng nó là một phần ký ức và là minh chứng cho những tháng năm đó mình từng sống, từng tồn tại. Mắc mớ gì bạn xuyên tạc theo ý thích của bạn như nó là đời của bạn. Mình hiền nhưng mình không nhát. Mình sẵn sàng lên tiếng nếu sự thật về mình bị bóp méo, Thái Trinh nói thêm. Được biết, hai người công khai hẹn hò vào năm 2016. Đến tháng 9 2019, Thái Trinh xác nhận đã chia tay Quang Đăng nhưng từ chối tiết lộ lý do, nữ ca sĩ từng chia sẻ. Về nguyên nhân chia tay, tôi nghĩ nếu nói thẳng thắn quá sẽ không tốt cho tôi lẫn người cũ. Tôi không giữ mối quan hệ với tình cũ sau chia tay, bởi tôi vẫn còn hận anh ấy. Thay vì tôi chôn giấu mối hận, tôi để cho cảm xúc diễn ra tự nhiên. Thái Trinh sinh năm 1993, trưởng thành từ cuộc thi giọng hát Việt 2012, sở hữu chất giọng trong trẻo, đầy cảm xúc. Thái Trinh được nhiều khán giả yêu mến, nhưng chặng đường âm nhạc của cô khá chật vật vì chưa thật sự bật lên. Về đời sống riêng tư, Thái Trinh từng có mối tình 3 năm với Quang Đăng và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên cả hai đã chia tay và hiện ai cũng có cuộc sống riêng. Sau khi chia tay, Thái Trinh tập trung vào sự nghiệp âm nhạc và cho ra mắt nhiều MV mới. Trước đó vào cuối tháng 3 2021, trên trang cá nhân của Thái Trinh bất ngờ đăng tải bài công khai về vụ việc nữ ca sĩ bị sàm sỡ bằng lời nói bởi một nhân viên game show. Cụ thể, khi tham gia quay cho một game show vào sáng cùng ngày, nữ ca sĩ vô tình nghe được nhân viên quay phim bình phẩm khiếm nhã, xúc phạm mình với lời lẽ thô tục, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau đó không lâu, Thái Trinh thông báo là đại diện ekip chương trình đã liên lạc và gửi lời xin lỗi chính thức, nhưng người bị cô đăng đàn tố giác vẫn chưa có phản hồi gì. Tuy nhiên, ghi nhận động thái thiện chí của ekip chương trình nên cô sẽ ẩn bài đăng tố giác trước đó trên Facebook.